Xin kính chào tất cả quý vị, xin kính chào các thầy và xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu một cái bài mà cũng có thể là mấy hôm nay là nhiều đài nói trên mạng xã hội, nói về vấn đề là nhà lãnh đạo tập đoàn Samsung Hàn Quốc Lee Kun-hee vừa mới mất. Thì hôm nay tôi lại đi về giới thiệu về sức khỏe, cho nên là tôi xin giới thiệu là cái chủ đề của tôi là di chúc của nhà lãnh đạo tập đoàn Samsung Hàn Quốc Lee Kun-hee. Thì trước hết xin kính chào tất cả quý vị, các thầy và các bạn. Xin chào mừng các quý vị, các thầy và các bạn đã đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube channel. Kính thưa quý vị, tôi đã nhận được nhiều câu hỏi về căn bệnh giống như căn bệnh của ông Lee Kun-hee. Trước hết, xin nói qua về ông Lee Kun-hee là chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc Samsung Group, vừa qua đời hôm Chủ nhật vừa qua, ngày 25 tháng 10, ở tuổi 78. Ông là người giàu nhất Hàn Quốc với giá trị tài sản ròng gần 21 tỷ đô la. Ông Lee trở nên nổi tiếng khi nói với nhân viên vào năm 1993: "Hãy thay đổi mọi thứ ngoại trừ vợ và con của chúng ta." Đó. Ông là một nhân vật mang tính biểu tượng trong sự trỗi dậy ngoạn mục của Hàn Quốc và cách Hàn Quốc thích ứng với toàn cầu hóa, góp phần đưa Hàn Quốc từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá giữa Bắc và Nam Triều Tiên ấy, thành nền kinh tế lớn thứ 12 thế giới và là nền kinh tế lớn thứ 4 ở châu Á. Ông Lee là một người có tầm nhìn xa trông rộng. Ông đã biến Samsung thành một nhà đổi mới, một gã khổng lồ công nghiệp hàng đầu thế giới. Từ một doanh nghiệp địa phương kinh doanh mì sợi của cha ông ấy là ông Lee Byung-chul, thành một tập đoàn hùng mạnh nhất Hàn Quốc, hoạt động trong hàng chục lĩnh vực, từ điện tử, bảo hiểm đến đóng tàu và xây dựng. Gần như cả cuộc đời của ông Lee chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Samsung Electronics. Từ một nhà sản xuất TV hạng 2, Samsung Electronics đã lột xác thành công ty công nghệ lớn nhất thế giới về doanh thu, vượt qua các thương hiệu Nhật Bản như Sony, Sharp và Panasonic về chip, về TV và về màn hình, chấm dứt vị thế thống trị của điện thoại Nokia và đánh bại Apple trong lĩnh vực điện thoại thông minh. Ông Lee Kun-hee được phát hiện trong trạng thái bất tỉnh tại nhà riêng ở phường Itaewon, quận Yongsan, Seoul, do nhồi máu cơ tim vào ngày 11 tháng 5 năm 2014, đã khiến ông phải sống trên giường bệnh tại một bệnh viện gần nhà
để hồi sức tim phổi, rồi được chuyển tới bệnh viện Samsung Seoul và được can thiệp bằng cách đặt stent động mạch vành tim. Ông đã bình phục trở lại sau 15 ngày hôn mê. Trong sự chăm sóc thường xuyên, sau nửa năm điều trị, sức khỏe ông Lee dần ổn định, có thể ngồi xe lăn và tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Nhưng hồi tháng 8 năm ngoái, ông Lee Kun-hee đã phải nhập viện khẩn cấp vì bị viêm phổi. Cuối năm 1990, ông Lee Kun-hee đã phải trải qua một thời gian dài điều trị ung thư phổi. Cuối năm 2005, ông Lee đã được chẩn đoán mắc ung thư tại Trung tâm Y tế MD Anderson ở Houston, bang Texas. Nhưng cuối cùng ông đã không thể khỏe mạnh trở lại. Sau 6 năm, 5 tháng điều trị tại bệnh viện. Và chúng ta biết đấy, hiện Samsung là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với 6 nhà máy và một trung tâm nghiên cứu phát triển. Tổng mức đầu tư hơn 17 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đã đạt 59 tỷ đô. Thu hút gần 130.000 lao động Việt Nam. Đó. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vừa rồi, tình hình sản xuất kinh doanh của Samsung vẫn phát triển, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Mới đây Samsung đã khởi công xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, tiếng Anh viết tắt là R&D, lớn nhất khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội vào tháng 3 năm 2020. Ông Lee Ji-yong, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung mới đây, đã cho biết sẽ đưa trung tâm này vận hành vào cuối năm 2022. Với hơn 3.000 kỹ sư làm việc, trở thành cứ điểm R&D chính của tập đoàn. Trước khi mất, ông Lee đã viết tâm thư để lại như sau: gửi những người còn khỏe mạnh đang đọc thư của tôi. Ngay cả khi bạn không bị ốm, bạn nên đi kiểm tra sức khỏe hàng năm. Uống nhiều nước ngay cả khi bạn không khát. Hãy học cách rũ bỏ mọi điều phiền muộn. Cuộc sống cho đi không có gì là xấu. Vì vậy, hãy cứ cho đi. Nếu bạn có tiền và quyền lực, hãy đừng tự hào. Tôi hài lòng với những điều nhỏ nhặt, ngay cả khi chúng tôi không giàu. Chỉ cần biết cách nghỉ ngơi thì sẽ không mệt mỏi. Dù bận rộn đến đâu, hãy vận động và tập thể dục. Bộ quần áo trị giá 3.000 won. Một chiếc ô tô trị giá 30 triệu won. Hay một căn nhà trị giá
500 triệu won. Nhưng bạn có biết cái giá của một người không? Đó là một cơ thể khỏe mạnh. Đừng gõ số tiền phải chi tiêu cho sức khỏe của bạn bằng máy tính. Số tiền bạn có khi bạn mạnh khỏe được gọi là tài sản. Còn số tiền bạn nắm giữ sau khi ốm chỉ là di sản để lại cho người khác. Có rất nhiều tài xế trên đời này lái xe giúp bạn. Sẽ có ai đó trên đời này kiếm tiền cho bạn. Nhưng không ai có thể chịu tổn thương thay cho thân thể bệnh tật của bạn. Nếu bạn đánh mất thứ gì đó, bạn có thể tìm lại được hoặc mua nó. Nhưng sinh mệnh của bạn, bạn vĩnh viễn không lấy lại được. Việc theo đuổi sự giàu có vô hạn đã khiến tôi chỉ còn là một ông già tham lam. Khi tôi chết, biệt thự sang trọng của tôi sẽ dành cho người khác, không phải tôi. Khi tôi chết, chìa khóa chiếc xe ô tô sang trọng của tôi sẽ rơi vào tay ai đó. Tiền bạc, quyền lực và chức vụ lúc đó chỉ còn là rác rưởi. Tôi, người đã giành chiến thắng chói sáng trong hiệp 1, nhưng hiệp 2 đã không thể vượt qua cơn bạo bệnh và đã kết thúc với thất bại. Tuy nhiên, tôi cảm thấy niềm vui ấm áp khi có thể gửi bức thư này cho các bạn, những người đang bận rộn sống trên thế giới này. Hãy biết yêu và chăm sóc cho bản thân. Với sự bất lực của tôi, bây giờ tôi chỉ còn biết cầu chúc cho bạn may mắn. Đó, những lời tâm huyết của ông Ly đấy. Đối với tôi, là một người sắp bước sang tuổi 79, cũng đã từng là bị ung thư 7 năm trước đây. Thật là thấm thía. Xin tạm biệt và cảm ơn những gì ông Ly đã làm cho thế giới này. Đó là một chút tâm tư của tôi khi tôi đọc được bản tâm thư của ông Ly. Xin chia sẻ cùng với các quý vị, các thầy, các bạn. Cũng hy vọng rằng bản tâm thư này, những lời tâm huyết này của ông Ly sẽ giúp ích cho tất cả chúng ta. Xin chúc tất cả các quý vị, các thầy, các bạn mạnh khỏe và trường thọ. Xin cảm ơn.